Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Nguyễn Vũ Audio. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một dòng sản phẩm đang rất là hot. Đó là dòng vang số của hãng DB Acoustic, model là S680. Đây là một con vang số xử lý rất là cao cấp. Hôm nay mình sẽ làm clip mở cái hộp này ra để các bạn xem. Đây. Trong hộp gồm có một chiếc đĩa phần mềm, một dây nguồn, một điều khiển, một dây USB, và sản phẩm S680. Mình sẽ bỏ cái ly lông ra. Trước mặt mình đây đang là sản phẩm S680, mình vừa mới khui thùng và cắm điện. Đấy, quý vị trông này rất là đẹp. Màu sắc của nó rất sang trọng và lịch sự. Đây, một bên này của nó là gồm có 3 mic. Đấy, mic 1, cổng mic 1, cổng mic 2, cổng mic 3. Trên này gồm có 3 cái chiếc áp để vận này. Đấy. Mic 1, mic 2, mic 3, 3 chiếc áp để vận. Đây là màn hình hiển thị của nó. Đây, phím control để điều khiển. Đây là nút volume tăng mic, nút volume tăng effect, nút volume tăng music. Đây, kế bên là các nút ESC thoát. Đây là nút mic. Đây, quý vị nhìn này. Đấy, khi mình ấn vào nhé. Đấy, khi ấn vào thì là chỗ này nó sẽ hiện ra các cái cổng của mic này. Đấy. Mình nhấn tiếp nhé. Đấy. Đây là cài đặt về phần mic. Đấy. Còn đây là cái nút effect. Đấy. Mình nhấn effect nhé. Đấy. Cái này là nó gồm có cả echo và effect. Đấy. Echo và reverb. Đấy. Và nó thể hiện rất nhiều các thông số trên này cho dễ dàng cài đặt. Đây, còn nút này nút music. Đấy. Khi ấn sang thì cũng là các chế độ music. Đấy, đây là chế độ up down nhé. Đấy. Mình chuyển sang, đấy. Ví dụ đây là cái nút chuyển sang các cần EQ của nó. Đây, EQ số 1 của Music này. À, mình sẽ thử cái tác dụng của cái phím control này nhé. Đây, đây là EQ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây, cái thằng này để là để xoay, để chọn các cái chế độ. Đây, con nút up down này. Đây là down nhé. Đây, quý vị nhìn này. Đây là mình chỉnh mic nhé. Nào này, up này, đấy, tức là lên xuống, đấy, lên xuống. Đấy. Đây là các cái chế độ mode 1, mode 2, mode 3,
Ba chế độ này là ba chế độ mình gọi ra do mình cài đặt ở phần Eco hoặc Music và Affect gì vợt đấy. Những cái phần này mình cài xong, sau đó mình xếp ra và mình chỉ việc gọi ra thôi. Đấy, ba cái nút này. Đây là cái nút Surround và Center. Đấy. Đây quý vị nhìn này, khi mà ấn nhé. Đây, đấy. Hiện ra Surround này. Đấy, APS này, LPS này. Đấy. Đây. Đây là chỉnh Surround này. Cũng có các cần EQ. Center này. Center cũng có các cần EQ. Đây, cũng mình cũng ấn nút up và down này. Để vào này, cũng di chuyển cái nút con tròn này. Đấy, quý vị nhìn xem này. Đấy, cũng để điều khiển. Cũng để di chuyển tới các cần 1, cần 2, cần 3, cần 4 này. Còn nếu mà mình muốn thay đổi các cái biên độ này, ví dụ như cần 1 nhá. Đấy, mình ấn xuống này, đây, gain này. Đấy, đây mình cũng thay đổi các biên độ này. Đấy. Decibel của nó. Đấy, tăng giảm decibel ở đây. Đấy. Ví dụ muốn thay đổi cái quy của nó ấy, mình cũng đấy. Cũng ấn down. Thay đổi quy đấy. Đây, còn đây là cái nút súp này. Đấy. Đấy, sau khi ấn vào súp nhá thì nó sẽ ra các cái điều chỉnh của cái súp này. Đấy. Đấy, mình ấn thêm này, ra hát PS này, NPS này. Đấy, đây mình cũng sẽ ấn up down này. Up down chính là ấn nút này này. Đấy. Đấy, mình sẽ ấn này. Đấy, cũng để vào các cần EQ. Đấy. Và khi đã vào cần EQ, ví dụ đây mình vào cần 1 chẳng hạn, mình lại ấn down xuống. Ấn down xuống thì lại nó vào cái phần gain. Đấy, mình có thể tăng giảm gain. Đấy. Đấy. Ấn down tiếp này thì là sẽ vào cái quy này, mình có thể tăng giảm quy này, đấy. Một này hoặc 1,4 này, tùy các bạn. Đấy. Đấy. Rất dễ, riêng cái này là chỉnh tay rất dễ. Đấy. Các chế độ mình có thể lưu được 3 chế độ, mode 1, mode 2 và mode 3, rất dễ dàng. Mình sẽ quay cái mặt sau của cái sản phẩm này một chút xíu nhé. Đây. Bên này là nút nguồn này. Đấy, đây là quạt gió này. Đây là cái cổng quang nhé quý vị. Đây cổng quang này. Mình sẽ rút ra, mình sẽ xoay lại. Đấy, xoay lại này nhìn nó dễ dàng hơn này. Đấy, quý vị nhìn đây nhá. Đây là quạt gió này. Đây là đường optical này. Đấy, đường này mình có thể dùng để cắm từ vin TV xuống này, hoặc là cắm cái đường âm thanh, đường quang vào để nó giải mã này. Đây là cái đầu audio input này. Gồm có đường in 1 và in 2 nhá. Đây là đường output này. Đấy, đây là các đường ra. Đấy, RN này. Center này, sub này, surround L và surround L. Đây là hai đường mic 1 và mic 2. Đấy. Đây, các bạn xem qua cái mặt
ông của nó nhé. Bên này thì nó có một cái tem, tem của hãng DB Acoustic. Đây, mời quý vị nhìn này. Đây. Trên mặt máy đây, trên mặt máy gồm có tem bảo hành điện tử xác thực hàng chính hãng. Đấy. Các bạn soạn tin theo dấu cách mã phù hợp này, sau đó gửi tới 8055. Đấy. Đây có số hotline đây. Đấy, số hotline quý vị có thể gọi trên hãng. Đây là một trong những con vang số phải nói là rất hay. Mình sẽ mở thử cái phần mềm của nó ra nhé, để quý vị cùng xem. Mình sẽ mở cái phần mềm ra để quý vị và các bạn xem ở bên trong của nó nhé. Đây nó có hai cái chế độ tiếng Anh và tiếng Trung. Đấy. Đấy. Đây là phần mình đang vào phần mic nhé, phần mic nhà phần music nhé, phần music ở đây này, quý vị nhìn thấy phần music ở đây thì trên này gồm có các cái gồm có 9 EQ. Đấy. Đấy, cái này chỉnh nó rất dễ. Ví dụ như là đây là phần giải bass này. Đấy. Đây là phần các phần giải chung này. Đấy. Thích tăng thì tăng mà thích giảm thì giảm này. Đấy. Đây là các phần giải cao này. Đấy. Phần giải cao ví dụ là mình muốn tăng tăng lên, giảm thì giảm xuống này. Đấy. Rất dễ. Đây, các cái quy mình có thể là tăng giảm thu nhỏ nó lại. Đây. Đây, đây là cái đường HPS này đấy, ví dụ như là đây mình có thể kéo này đấy, đấy để cắt để giải bát ở trong cái loa để đỡ nó phải chịu ảnh hưởng của cái giải bát nó quá mạnh. Ví dụ mình muốn thích tiếng tép nó cao mình đẩy lên tí. Đây là phần mic. Đấy, mic ở đây thì quý vị nhìn đây. Đấy, có từ cần số 1 cho đến cần số 15. Như lúc nãy là mình cũng nói ở trên cái phần EQ ở trong cái trên mặt máy rồi. Đây. Ví dụ trên mặt máy này thì mình ví dụ ấn vào cái phần mic này, xong nó vào cái phần EQ. Đây, đây nó cũng trong phần EQ của mic nó cũng có là 15 cần đây. Ví dụ mình ấn up này để vào đây thì nó cũng sẽ có 15 cần ở đây. Đấy. Đấy quý vị thấy đấy, nó sẽ tương ứng 15 cần. Thì 15 cần đấy thì ở đây nó cũng tương ứng điều chỉnh 15 cần như thế này. Đấy. Đây. Ví dụ đây là không decibel đây. Ví dụ quý vị muốn cái này giảm chút xíu thì có thể giảm tăng tăng đấy. Hoặc quý vị có thể muốn cắt ở cái giải nào thì cắt đấy. Đây là đồ thị của effect. Đây, quý vị nhìn này, trong cái đồ thị của effect này thì nó sẽ có 5 cái cần, 5 cái cần EQ để quý vị có thể chỉnh. Nào này, sub out này, cái đường ra này, đấy.
Đường sút ra, đường này chưa chỉnh gì nhé. Đường đường này chưa chỉnh gì này. Đấy. Chưa chỉnh gì cả. Đấy. Sút thì tùy mọi người, mỗi người mỗi cách chỉnh. Đấy. Có những người chỉnh như thế này. Đấy. Có những người lại chỉnh như thế này. Có những người lại chỉnh thu này. Đấy. Thì mỗi người mỗi một nó sẽ có một cái tai nghe để chỉnh. Ví dụ như mình thì mình có thể mình lại thích chỉnh như thế này, nhưng nó cũng tùy vào từng loại súp một. Ví dụ có những súp mà nó đánh đuôi của nó kéo dài rất nhiều thì mình sẽ phải cắt bớt nó đi, mình sẽ chỉnh nhảy đấy. Đấy, thì nếu mình chỉnh nhảy hoặc là chỉnh lên đây một tí đấy. Đấy, thì nó sẽ chỉnh nhảy chẳng hạn. Đấy, đây là center. Center ở đây nó cũng có 7 EQ. 7 EQ. Surround đây 7 EQ. Rồi mình sẽ vào cái phần main out này. Đấy. Trong này cũng có, khi vào đây cũng có cái phần music này. Đấy. Vào đây phần cũng có phần music này. Hai là phần như một là music never này. Đấy, tăng giảm. Đây là tăng giảm của music tổng, tăng giảm của mix tổng, effect tổng. Còn đây là music never này. Đấy, trong này mix never này, echo never này và reverb này never này. Đây là cái phần mà về attack time limit never này. Đấy, giới hạn. Đấy. Unit time. APF. LPF này. Đấy. Đây là LCH delay. LCH delay cánh trái bên phải. Trong phần sub out thì nó cũng có các cái chế độ chỉnh như vậy thôi. Center đấy, cũng chỉnh như vậy và tất cả các đầu ra chỉnh như nhau cả. Đấy. Để có thông số nhảy hết. Đấy. Đấy, như mình vừa mở cái phần mềm ra để quý vị thấy thì cái việc chỉnh ở trên trên máy ấy, việc chỉnh trên máy tính và việc chỉnh ở trên trực tiếp ở trên máy này thì nó gần là như nhau cả. Tuy nhiên nếu mà ai mà biết đọc đồ thị thì chỉnh trên máy mình khi mình nhìn nó sẽ dễ hơn và nó sẽ hay hơn là chỉnh ở trên máy này. Chỉnh trên máy này cũng được, nó cũng tương tự như thế thôi nhưng mà nó sẽ lâu hơn so với chỉnh trên máy tính. Vâng, như mình vừa giới thiệu xong về sản phẩm vang số DB Acoustic S680 thì hôm nay thì mình giới thiệu qua thôi. Mình sẽ dành vào một buổi để mình sẽ thử nghiệm về cái chất âm của nó. Echo thì con này của nó thì nó hay rồi, mình cũng đã thử qua, nhưng mình sẽ dành ra một buổi riêng để vừa thử echo, vừa thử chất giọng và vừa thử nhạc của dòng này. Mọi chi tiết về cái dòng sản phẩm vang số DB Acoustic S680 xin quý vị liên hệ với mình theo số 0979891681 hoặc quý vị có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình theo địa chỉ là số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để xem và mua hàng. Vâng, xin cảm ơn.